Thông tin mở đầu của phần tin sáng ngày hôm nay sẽ là một thông tin khá tích cực. Tỷ lệ sống sau ghép tạng ở Việt Nam cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực cũng như là trên thế giới. Đây không chỉ là niềm vui đối với các bệnh nhân được ghép mà còn được coi là một thành tựu lớn của y học Việt Nam. Bệnh viện Việt Đức là cơ sở y tế đang dẫn đầu về số lượng bệnh nhân được ghép tạng. Ông Nguyễn Tiến Quyết, giám đốc bệnh viện cho biết, trong nhiều năm qua, bệnh viện đã ghép gan thành công cho 26 trường hợp là người lớn, trong đó có 23 trường hợp có tỷ lệ sống sau 1 năm trở lên, chiếm tới 90%. Con số này cao hơn với báo cáo của nhiều quốc gia có nền y học phát triển. Ngoài ghép gan, bệnh viện cũng đã thực hiện thành công 9 trên 11 ca ghép tim. Đáng chú ý, ca ghép tim thứ 9 vừa thực hiện gần đây nhất, được giới chuyên môn đánh giá là một kỳ tích trong lịch sử ghép tạng, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Khi người được chỉ định ghép có quả tim lạc chỗ nằm bên phải và mang nhiều dị tật phức tạp. Ngoài ra, bệnh viện này cũng đã thực hiện thành công ghép nhiều cơ quan cho nhiều bệnh nhân trong cùng một lúc.